Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và như tiêu đề của video thì hôm nay mình đã quay trở lại với một cái high end haul. Cái high end haul gần đây nhất của mình chắc là vào tháng 1. Và từ lúc đó thì mình cũng đã có mua rất là nhiều đồ. Nhưng mà phải đến hôm nay mình mới có thể ngồi được và tổng kết tất cả những cái món đồ mà mình đã mua. Thế nên là những cái món đồ ngày hôm nay ở trong cái video của mình sẽ có cả những món đồ từ tháng 1 này, có thể là từ tháng 12 nữa hay sao ấy. Những cái món đồ mình quên không bỏ vào trong haul ấy mọi người. Thế nên là bây giờ mình cũng đã gộp hết lại từ những cái món đồ mình mua từ tháng 1 đến bây giờ để mình làm haul cho mọi người. Và trong cái video này mình có rất là nhiều đồ đẹp muốn chia sẻ đến với mọi người. Thế nên là không chần chừ gì nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào với haul luôn thôi nhá. Ok, bắt đầu với một cái hãng mà dạo gần đây mình phải nói là bị nghiện luôn đấy mọi người. Không biết mọi người có đoán được không, nhưng mà đấy chính là Miu Miu. Mình cũng phải có đến 5-6 cái túi Miu Miu mà mình đã mua. Và nếu mọi người có theo dõi Instagram story của mình thì cũng có thấy rằng mình ghé Miu Miu rất là nhiều và cũng đã có chia sẻ rất là nhiều những cái sản phẩm của Miu Miu và những cái món đồ của Miu Miu mà mình đi xem và những cái món đồ mà mình mua. Nhưng mà nếu mọi người chia xem cái video đấy thì bây giờ mình sẽ show cho mọi người tất cả những cái thứ mà mình mua nhá. Nhưng mà trước đấy thì mình sẽ soạn hết hóa đơn của Miu Miu ra để có thể báo giá cho mọi người. Mọi người có thể thấy thì mình có hóa đơn của Miu Miu, nó cũng là màu hồng luôn, rất là xinh mọi người. Ok, món đồ đầu tiên mình có cho mọi người ở đây đó chính là một cái váy của Miu Miu. Cái váy này thì có giá là 1.497.73. Và đây thì là một cái váy mini skirt A-line. Và ở dưới này này mọi người, nó có đính những cái đá như thế này. Cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà nhìn tổng thể thì sẽ rất là đẹp. Cái váy này thì thực sự là một cái item cực kỳ dễ mặc luôn. Mọi người có thể phối với hầu hết tất cả những những cái món đồ như kiểu áo này, sơ mi này, blouse, hay là mặc cardigan ở ngoài, các thứ mặc cái chân váy hay lên cũng rất là xinh. Như là cái áo, như kiểu cái bộ mình đang mặc đây thì cũng có thể mặc cái chân váy này ở dưới. Và vì mình thấy rằng đây là một cái item rất là dễ mặc, thế nên là mình đã quyết định đầu tư. Tại vì là mình biết rằng khi mà mình mua mình chắc chắn là mình sẽ mặc nhiều. Thế nên là những cái item tiếp theo của Miu Miu mà mình show cho mọi người xem ấy cũng sẽ là phối với cái váy này luôn. Thực sự thì mình rất là thích cái váy này và mặc dù nó nhìn rất là đơn giản và basic thôi nhưng mình vẫn cảm thấy rất là đáng tiền. Tại vì là khi mà mình mua về thì mình thực sự dùng rất là nhiều. Và khi mà mặc những cái item của Miu Miu chẳng hạn như là áo ấy mà mặc với cái váy này thì nó trông nhìn nó cũng khác mini skirt ở ngoài mà mình mua. Ok, đến với món đồ tiếp theo ở đây thì mình có một chiếc áo. Ta-da! Và nếu mà theo dõi Instagram của mình thì cũng sẽ thấy là mình mặc cái áo này rồi. Mình rất là thích nó luôn mọi người, đến bây giờ vẫn còn thích. Mình mua cái này chắc là từ đợt, không nhớ từ bao giờ, nhưng mà chắc là tháng 1, tháng 2 gì đấy. Chiếc áo này thì có giá là 1.900 và cộng thêm thuế nữa là 2.047.25 đô. Đây thì là một chiếc áo nhung đen và mọi người có thể nhìn nhá. Và phần cổ áo thì nó có ren như thế này, rất là đẹp luôn. Mọi người cũng có thể nhìn cái phần cúc áo này. Cái phần cúc áo như mọi người có thể thấy rất là sang. Và khi mà ấy trên nắng phản chiếu thì mọi người sẽ thấy được cái nhung của nó. Nhưng mà khi mà mặc ra ngoài đường ấy thì nó sẽ là một cái màu đen tuyền, rất là đẹp luôn. Cái này thì đương nhiên là phối với cái chân váy vừa nãy mình vừa show cho mọi người xem, cực kỳ hợp. Và mình nghĩ rằng cũng phải phối với những cái chân váy như thế, tại vì không có cái váy nào mà mình có thực sự là nó đen được như cái áo này luôn đấy mọi người. Vì là chất nhung nên cái áo này nó rất là đen luôn, nên là khi mà mặc lên nó cũng sẽ làm cho da của mình nhìn sáng hơn nữa. Thứ hai thì ở cái áo này nó có siết ở phần eo, thế nên là khi mà mọi người mặc lên ở trên ấy, cái vai nó sẽ vuông hơn một tí, và ở dưới eo thì nó sẽ siết vào, sẽ nhìn cho dáng của mọi người nhìn đẹp hơn, nhìn eo nhỏ hơn. Và cá nhân của mình thì rất là thích những cái item mà ở trên nó vuông hơn một tí và ở dưới nó siết vào, như kiểu là một cái hình trapezoid đấy mọi người. Không biết tiếng Việt nó gọi là gì. Đấy, nhưng mà là cái hình đấy. Nên đây cũng là một trong những cái item mà mình rất là thích, cực kỳ dễ mặc. Mọi người có thể mặc đi những cái sự kiện mà nó cần lịch sự hơn một chút, hoặc là mặc đi những cái hôm nào mà muốn bánh bèo nữ tính thì có thể mặc cái chiếc áo này. Món đồ tiếp theo mình có thì cũng là một chiếc áo luôn. Và cái áo này thì là một cái áo sơ mi và nó có cài dây nơ ở đây. Chiếc áo này thì có giá là 1.072 đô. Và đây cũng chỉ là một cái chiếc áo rất là đơn giản và cực kỳ classic của Miu Miu. Miu Miu thì rất là nổi tiếng với những cái kiểu áo học sinh dễ thương bồng bềnh như thế này. Đấy, thì ở đây cái chiếc áo này là một cái chiếc áo crop cài nút và nó rất là rộng luôn, nó kiểu oversize ấy mọi người. Này, ở trên ngực áo thì có ghi chữ Miu Miu và ở cái phần mà collar ấy mọi người thì mọi người có thể thấy là người ta làm rất là tỉ mỉ và cũng cực kỳ đẹp. Và để phối với cái chiếc áo này thì mình cũng hay mặc một cái chân váy A-line như cái chân váy vừa nãy mình vừa show cho mọi người xem. Mình thấy rất là hợp và nó trông kiểu học sinh rất là trẻ trung luôn đấy mọi người, kiểu nghịch năng động. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà mình đã mua cái áo này và mình rất là thích. Món đồ tiếp theo và cũng là món đồ cuối cùng là quần áo mình có ở Miu Miu, đó chính là một chiếc váy mini dress như thế này. Chiếc váy xinh này thì có giá là 1.620 đô và cộng thêm thuế nữa thì là 1.745.55 đô. Và nếu mà mọi người quan tâm ấy thì cái phần trăm thuế là 7.750 nhá. Về chiếc váy này thì thực sự mình phải nói với mọi người là mình thích ngay từ cái lần mà mình thử nó luôn đấy mọi người. Cái chiếc váy này thì cũng là cái kiểu dáng classic của Miu Miu, nhưng mọi người có thể thấy ở cái cổ và nó có một cái nơ ở đây. Ở phần tay ấy thì nó bồng bồng ra một chút và nó có một cái viền trắng ở đây như thế này. Chiếc váy này được thiết kế khi mọi người mặc vào nó sẽ siết vào phần eo và nó sẽ rộng ra ở dưới, sẽ làm cho mọi người nhìn cực kỳ cân đối
đối. Và như mình cũng đã nói vừa nãy thì chiếc váy này nó cũng sẽ làm cho vai của mình nhìn vuông hơn một chút, và ở dưới thì nó siết vào phần eo trông nó sẽ rất là hài hòa. Đấy là cái kiểu mà mình cực kỳ thích luôn đấy mọi người ạ. Ở trên thì trông nó kiểu hơi masculine một chút, và ở dưới thì nó siết vào eo nhìn nữ tính đẹp. Mình rất là thích những cái kiểu đấy luôn. Thế nên là với cái chiếc váy này cũng thế. Và đây chỉ là một cái chiếc váy mini dress màu đen thôi mọi người ạ. Rất là dễ phối đồ luôn. Mình không thể nào mà liệt kê hết được những cái gì mà mọi người có thể mặc cái váy này. Đi sinh nhật này, đi chơi này, đi làm việc này, hay là đi meeting event quan trọng gì đấy, mọi người đều có thể mặc được cái chiếc váy này. Đấy, thế nên là với cái giá 1.600 mình thấy là không quá đắt, mà cái váy này thì lại mặc được rất là nhiều dịp, thế nên là mình đã quyết định mua nó. Ok, và cái món đồ cuối cùng mà mình đã mua ở đây trong cái haul này đó chính là một chiếc ví. Nên mình sẽ mở ra, từ lúc mình mua mình vẫn chưa dám mở cái này ra mọi người ạ. Cứ để dành để unbox cho mọi người, nhưng mà thực ra là mình đã lấy cái ví này và mình dùng rất là lâu rồi. Thì đây, ta-da, đây chính là cái hộp ví đấy. Và thực ra thì đây cũng không hẳn là ví, mà nó là cái card holder, là một cái đựng thẻ ấy mọi người. Cái bạn này thì là cái item rẻ nhất ở trong haul là 380 đô, cộng thêm tiền thuế nữa thì là 409.45 đô. Và thì thực sự đây cũng là một trong những cái món đồ mình thích nhất ở trong haul luôn, và khi mà mua về rồi ấy, thì mình dùng liền tù tì. Và mọi người nhìn đi, đây là một cái màu xanh rất là đẹp luôn. Và mình là một fan lớn của những cái tông màu xanh và hồng kiểu như là baby như thế này ấy. Ngày nào đến cửa hàng là mình cũng nhìn nó luôn ấy mọi người ạ. Và đắn đo mãi không biết có mua hay không, vì là mình có khá là nhiều những cái ví gặp rồi. Từ đầu thì mình cũng định mua ví cơ, chứ mình không định mua cái card holder này đâu. Nhưng mà cái chị nhân viên ở đấy thì cũng đã gạt mình và bảo là em có ví rồi mà sao lại mua ví làm gì nữa, mua cái này đi ấy. Thế nên là mình cũng đã quyết định mua cái này, tại vì từ cái lúc mình sang Mỹ thì mình không có sử dụng tiền mặt, mà mình hầu hết toàn là sử dụng thẻ thôi. Và mình cũng nghĩ rằng ở Việt Nam mình cũng sẽ chỉ quẹt thẻ thôi, thế nên là mình đã quyết định mua cái này để dễ dàng bỏ vào trong những cái túi của mình hơn. Tại vì dạo gần đây thì mình sử dụng những cái túi nó khá là bé, nên là kể cả những cái ví gập của mình ấy, nó không thể nào mà vừa để nhét vào trong túi của mình nữa rồi. Thế nên mình đã quyết định đầu tư và mua một cái card holder như thế này để có thể sử dụng khi mà dùng những cái túi nhỏ hơn. Và đây thực sự là một cái quyết định đúng đắn nhất luôn. Và đấy thì là tổng cộng tất cả những cái món đồ mình đã mua ở Miu Miu. Thật ra thì mình cũng đã mới mua thêm hai cái món đồ mới này, nhưng mình sẽ không mở trong cái haul này, mà mình sẽ để dành cho cái haul sinh nhật của mình. Thế nên là mình sẽ unbox và quay haul cho nó trong một cái thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì Miu Miu cũng đã có tặng cho mình một cái quyển như thế này. Quyển này thì cái chị SA của mình đã đưa cho mình, và thực sự mình phải nói mọi người là mình cực kỳ quý cái chị SA đấy luôn. Tại vì chị ấy là một trong những cái người SA mình cảm giác như là không cố gắng bán đồ cho mình ấy, mà muốn tạo mối quan hệ hơn hay nói chuyện với mình hơn. Thế nên mình rất là thích. Thì đấy, chị cũng đã gửi tặng cho mình cái quyển này. Đây thì là Lee Yumi, cái chị mà đã đóng ở trong cái phim Squid Game, và bây giờ thì cũng là ambassador của Miu Miu luôn. Ngoài ra ấy, thì cũng có cả Hailey Bieber luôn. Đó, thật sự là đến cái tạp chí của họ ấy, họ làm cũng rất là kiểu vintage này. Nó giống với cái bộ collection mới ra gần đây, chính là cái collection này này, mà hot 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 ở trên mạng ấy mọi người, kiểu như là váy cặp thấp và áo crop top. Đó, thì đấy là tất cả những cái món đồ ở Miu Miu. Ok, tiếp đến thì là một cái thương hiệu mà mình cũng đã mua rất là nhiều đồ gần đây, và nếu mọi người có theo dõi mình ở trên Instagram thì có lẽ là cũng đoán được rồi. Chính là Max Mara. Thật sự là chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thích đồ của Max Mara hay là mua đồ của Max Mara ấy mọi người. Vì khi mà nói đến Max Mara thì cái ấn tượng đầu tiên mà mình luôn luôn nhận được là những cái áo choàng coat kiểu thám tử, và trông nó khá là đứng tuổi, kiểu trưởng thành ấy mọi người. Và mình sẽ không nghĩ rằng một người 18-19 tuổi như mình sẽ mặc. Tuy nhiên thì vào cái đợt cuối tháng 3 gì đấy, mình được Max Mara mời đi event, thế là mình đã quyết định quay lại Max Mara để xem thử. Và phải nói thật với mọi người là thật sự có rất là nhiều đồ đẹp luôn. Mình đã kiểu bị rơi vào một cái vòng tuần hoàn giống như là Miu Miu ấy mọi người. Thế là bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những cái món đồ mà mình đã mua ở Max Mara nhé. Cả những cái item mình đã mua ở đây thì đều là váy thôi, và như là cũng đều đến từ dòng Sport Max thì phải. Nên là đầu tiên thì là một chiếc váy đen như thế này, và mình cũng đã có mặc và đăng ảnh ở trên Instagram rồi. Bạn này thì là một chiếc váy đen dài đến cổ chân của mình. Cái chiếc váy này thì có tên là Feda Dress và có giá là 895 đô. Thuế nữa thì mình cũng không biết là bao nhiêu. Nhưng mà đây, cái váy này thì là cái chiếc váy 2 dây, và cái chất liệu của nó thì nó khá là, không biết là tả như thế nào, nhưng mà nó kiểu lì lì và nó sẽ hơi nóng một chút nếu mà mọi người mặc vào những cái hôm mà trời nắng ấy. Nhưng mà thực sự với cái thời tiết ở bên Mỹ này thì rất là thích hợp luôn, mặc thì cực kỳ thoải mái. Và đây mọi người ơi, váy này nó có túi mọi người. Mình thực sự rất là sốc khi mà thấy là hầu hết váy của Max Mara họ đều có túi mọi người ạ. Là một cái ý tưởng tuyệt vời nhất, và mình rất là cảm ơn Max Mara vì đã may túi cho váy. Tại vì bản thân mình là một người rất là thích bỏ đồ vào túi, nhất là điện thoại hay là ví tiền. Mình đi đâu làm gì thì mình cũng muốn bỏ vào cái túi quần hay túi áo gì đấy. Rất là may là một cái váy mà kiểu trông nó formal, trông nó đẹp như thế này mà nó có một
một cái túi. Cái điều đấy làm cho mình càng thích cái váy này hơn. Thứ hai thì là về cái phần quai áo ấy này, thì nó từ đầu mình mặc thử nó hơi rộng với mình một chút. Tuy nhiên thì cái chị nhân viên đấy cũng đã có đo lại cho mình cái quai này và họ đã may lại cho mình, họ chỉnh sửa lại một chút để cho cái vai này nó vừa với mình khi mình mặc nó không bị tụt ấy. Còn đâu về phần thiết kế của váy ấy, thì cái váy này nó siết vào phần eo và cái eo của nó khá là cao. Chính vì thế nên làm cho lưng của mọi người nhìn ngắn hơn và phần chân nhìn nó dài hơn. Nói chung là nhìn tổng thể cơ thể nó sẽ rất là hài hòa và rất là đẹp. Bản thân mình khi mà mặc cái váy lên thấy rất là tôn dáng và cũng cực kỳ sang, thì khá là giống với cái bà tiểu thư Hàn Quốc độc ác ấy mọi người, nên là mình khá là thích. Và một cái lý do là mình thích cái chiếc váy này hơn nữa là cái giá cả của nó rất là phải chăng. Khi mặc cái váy này thì nó cho mình một cái vibe Alexander McQueen ấy mọi người. Tuy nhiên để mà mua một cái váy giống như này mà của McQueen thì chắc là có lẽ nó cũng phải hơn 2000, chứ không thể nào mà có giá 810 như này được đâu. Thế nên là mình cực kỳ thích cái dòng Sport Max này của Max Mara, thì mình thấy giá cả rất là phải chăng mà cái thiết kế của nó cũng cực kỳ đẹp, trông nó basic và nhìn nó thì rất là sang. Ok, cái item tiếp theo mình muốn show cho mọi người cũng là một cái váy màu đen luôn, nhưng mà thiết kế của nó thì hoàn toàn khác. Ta-da! Thì đây chính là cái váy màu đen đấy. Cái váy này thì có tên là Ramo Dress và cái váy này thì có giá là 1.195 đô. Kiểu thiết kế của nó thì nó có những cái ruffle ở phần ngực như thế này và nó là một cái váy ngang vai thôi. Thực ra thì cũng có strap nếu mà mọi người muốn đeo vào. Tuy nhiên thì mình hay mặc nó kiểu như là ngang ngực như thế này thôi. Và cái váy này thực sự là một cái váy thiết kế lạ nhất mà mình từng nhìn thấy luôn ấy. Khi mà nhìn thấy cái váy này treo ở trên giá là mình đã phải thử ngay lập tức, tại vì mình chưa bao giờ mình thấy cái váy nào mà nó hay như thế này cả ấy mọi người ạ. Về cái phần ruffle ở trên ngực cái này mọi người có thể điều chỉnh. Mọi người thích mặc như nào mọi người mặc luôn ấy. Thực sự mọi người muốn mặc một cái chiếc váy mà nó chéo ngang như thế này thì mọi người kéo cái ruffle này lên, nó sẽ ở trên vai của mọi người luôn, nó sẽ không di chuyển nhiều. Hoặc là nếu mọi người muốn mặc cái váy mà kiểu nó ngang, che đi cái phần tay ngang như thế này ấy, thì mọi người cũng có thể kéo bè nó ra. Đấy, nói chung là đây là một cái chiếc váy có thể điều chỉnh được và mọi người có thể mặc theo style mà mọi người muốn. Khi mà mình mặc cái váy này lên là mình phải mua ngay lập tức, tại vì rất là ít khi mình đi shopping và mình tìm được những cái item nào mà nó có cái thiết kế lạ và đẹp như thế này. Thì thực sự là cái hôm mình thử cái váy này ấy, mình không muốn cởi nó ra luôn ấy mọi người ạ, vì mình thấy nó rất là hay, khi mặc lên thì nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này không chần chừ luôn. Hôm đấy thì mình đang phân vân giữa hai ba món đồ, nhưng mà chắc chắn là cái váy này là mình phải mua, thế nên là mình đã tặng em nó về. Bây giờ thì chưa có dịp mặc, nhưng mà có lẽ là vào dịp sinh nhật của mình thì mình sẽ mặc cái váy này. Ok, chiếc váy cuối cùng mình có thì là một chiếc váy nó nhẹ nhàng và nó nữ tính hơn hai cái váy còn lại. Ta-da! Cái này thật ra cũng không phải là màu hồng lắm, nó kiểu là hơi pha cam, hơi pha san hô một chút ấy. Nhưng mà cái váy này thực sự khi mà mặc lên rất là tôn da, đặc biệt là những cái bạn mà có da sáng ấy, mặc cái này lên sẽ rất là tôn da luôn. Trông nó kiểu mỏng manh dễ vỡ ấy mọi người. Chiếc váy này tôi nhìn là một lộ như thế thôi, nhưng mà nó cũng chỉ có giá là 1.595 đô, là một điều mình rất là thích ở váy Max Mara luôn. Thực sự là khi mà mình nhìn những cái váy này ở trên kệ và khi mà mặc lên ấy, thì mình cũng không đoán nó chỉ có giá đấy đâu mọi người. Mình sẽ đoán nó kiểu như là 2.000 trở lên. Thực sự những cái váy này thì có giá rất là phải chăng và mình cảm giác như là cái thiết kế của nó ấy quá là hời so với cái giá mà họ bán. Cái váy này thì được may rất là đẹp, nó ôm sát vào phần eo của mọi người và ở dưới thì nó xòe ra rất là đẹp luôn. Và ngoài ra đi kèm với cái váy này thì cũng có một cái chân váy ở dưới để mọi người mặc, khá là giống với những cái kiểu váy mà hồi xưa người ta mặc ở thời khi mà còn hoàng hậu với cả vua ấy, thì người ta hay mặc một cái váy ở dưới như thế này để cho cái váy ở trên nó xòe ra, thì người ta hay gọi cái này là undergarment. Cái váy này khi mà mua ấy thì cũng có cái này nữa, nên là mọi người sẽ mặc cái này ở dưới trước rồi mọi người mới mặc cái váy này lên. Thì khi mà mặc cái váy này ở dưới này thì cái phần eo nó sẽ siết chặt vào đây đúng không, sau đó ở dưới thì nó sẽ xòe ra nhìn y như công chúa luôn ấy mọi người ạ. Cái chiếc váy của bạn này thì cũng khá là dày dặn và nó có co giãn nhẹ một tí, và mọi người ơi, nó cũng có túi nữa mọi người ạ. Hầu hết những cái món đồ nào mà có túi là cộng thêm rất là nhiều điểm với mình luôn ấy. Thì đấy, sau khi mà mình thử cái váy này xong thì cái chị SA của mình cũng đã bắt mình mua cái váy này luôn ấy, và bảo là mày phải mua. Thế nên là mình đã mua luôn, tại vì mình thực sự rất là thích cái váy này và mình nghĩ rằng mình sẽ mặc cái váy này trong sinh nhật của mình. Tiếp đến ở đây thì mình có một chiếc giày cao gót rất là xinh luôn, và thực sự có lẽ đây là cái đôi giày cao gót mà mình cảm thấy thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù mình không có nhiều giày cao gót lắm đâu mọi người ạ, nhưng mà cái đôi giày cao gót này thực sự là mình rất là thích. Và đây cũng là một cái item đến từ dòng Sport Max luôn. Mình đã đi rồi nên là trong cái hộp nó không được đẹp đẽ lắm, nhưng mình cứ bỏ vào hộp để mình mở ra cho mọi người thôi. Nhưng mà đây, tada, đây chính là cái đôi guốc màu trắng mà mình đã mua ở Max Mara. Và cái đôi này thì có giá là 755 đô. Và thực sự cái đôi này mình chọn chỉ là để thử với cái váy đen với cả những cái váy vừa nãy mà mình show cho mọi người xem thôi. Tại vì khi mà thử váy ở cửa hàng thì cần phải đi cao gót ấy. Tuy nhiên khi mình vừa mới xỏ chân vào cái đôi giày này mọi người, là mình cảm giác như kiểu rất là lạ. Tại vì chưa bao giờ mình đi một cái đôi giày cao gót nào mà nó thoải mái như thế này cả mọi người. Mình cảm giác như là đang mang một cái đôi Crocs mà cao gót ấy mọi người. Thực sự rất là thoải mái luôn, và mình cảm thấy lạ ấy mọi người. Mình cứ đi lại trong cửa hàng, mặc dù mình thử ở cửa hàng cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ ấy mọi người. Không, mình đi mãi mình cảm giác không đau chân, nhưng mà mình mới nhìn xuống giày thì mình xem là mình đang đi một đôi cao gót. Thế đây là cái hôm đầu tiên thì mình chỉ mua 2 chiếc váy thôi, nhưng mà sau khi mà mình mua về rồi mình ngồi ở nhà mình cứ suy nghĩ là no mãi. Sao là trên đời lại có một cái đôi cao gót mà nó thoải mái như thế nhỉ? Thế nên là mình đã quay lại cửa hàng và mình đã phải mua cái đôi này về để mang với những cái váy mình đã mua, và thực sự là cái đôi này nó cũng mang được rất là nhiều món
món đồ. Mọi người mặc quần jeans cũng có thể mang được này, váy cũng có thể mang được. Và nó là một cái design mà mình thấy rằng nó vừa trẻ trung, vừa năng động và vừa nữ tính. Thế nên là mình đã quyết định mua cái này. Và ngoài ra khi mà đi event ở Max Mara thì họ cũng đã có tặng cho mình rất là nhiều đồ. Đầu tiên ở đây thì mình có một cái treo hành lý, mọi người kiểu luggage tag ấy mọi người. Và họ đã tặng cho mình. Mình thì không biết là cái này ở ngoài họ bán với giá bao nhiêu mà mình cũng không biết là họ có bán hay không. Đây là một cái luggage tag hình cái áo khá là cute mặc dù không phải là style của mình cho lắm. Mình thấy nó cũng hay hay. Đó, thì khi nào mà mình đi du lịch thì mình có thể treo cái này vào trong vali của mình. Thì họ có tặng cho mình hai cái. Sau đó thì họ có tặng cho mình một cái hộp này. Cái hộp này thì ở trong ấy là những cái cài áo nhìn như thế này, hình trái tim này, hình quả chanh, cả cherry, giọt nước. Nói chung là mình thấy hay hay thôi, không phải style của mình lắm. Có lẽ là mình sẽ giữ để mang đi tặng người khác. Đó, nhưng mà thực sự thì tất cả những cái món đồ Max Mara mình mua và mình show cho mọi người ngày hôm nay đều là những cái món đồ mình cực kỳ thích và cực kỳ ưng ý khi mà tìm được luôn. Ok, cái item tiếp theo mình có thì đến từ Jimmy Choo. Và ở đây thì như mọi người có thể đoán được là chính là một cái đôi giày cao gót. Nếu mà đã xem cái vlog một tuần của mình thì có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy mình mua cái đôi giày này rồi. Đôi giày này thì có giá là 1.895 đô và cộng thêm thuế nữa thì là 2.041.86 đô. Nói chung là một đôi cao gót khá là đắt. Tại vì là Jimmy Choo mà hầu hết những cái đôi cao gót của Jimmy Choo đều khá là đắt mọi người ạ. Nhưng mà mình phải nói mọi người là cái đôi giày này nó đắt sắp ra miếng luôn ý. Và đây thì chính là cái đôi cao gót đấy, cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn thấy nhá, nó được đính rất là nhiều đá ở trên này và khi mà mọi người xoay như này kiểu lấp lánh luôn ý. Và mình nói thật với mọi người là cái đôi này khi mà nhìn ở ngoài đời ấy mọi người, nó còn lấp lánh hơn cả ở trên camera luôn. Và đặc biệt là khi mà đi buổi tối ấy, mọi người thì nó thực sự là nó rất là sáng và nó rất là chói luôn ý. Khi mọi người mang vào club thì là cái đôi giày này nó sáng bằng cái đèn ở trong club luôn ý mọi người. Bạn này thì mình đã mua size 39.5 và mình đã mua cái đôi này để đi sinh nhật bạn của mình. Cái hôm đấy thì bạn của mình có tổ chức tiệc ở trên LA kiểu club ấy mọi người. Thế nên là mình đã quyết định mua cái đôi giày này để đi với cái váy mà tí nữa mình sẽ show cho mọi người xem cũng ở trong cái hall này luôn. Thực sự là khi mình thử cái đôi này ở cửa hàng thì mình có thử một vài mẫu cơ nhưng mà hầu hết những cái mẫu nào mình thử nó cũng đều hơi đau chân một tí. Tuy nhiên cái đôi này thì mặc dù nó rất là cao nên mọi người có thể thấy cái đế này và cái dốc của nó rất là dốc luôn, nhưng mà khi mình mang lên thì nó không đau lắm. Và mình đã mang cái đôi giày này ở trong cái club đấy khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình đứng, tại vì mình đứng ở trên sàn mà nó đau nhưng mà nó không đến nỗi là kiểu như là đau quá ấy mọi người. Và mình là một người không giỏi đi cao gót lắm nhưng mà mình mang cái đôi này mình vẫn có thể chịu đựng được và mình vẫn có thể cảm thấy là nó ok, nó ổn chứ nó không đến nỗi quá tệ đấy. Thế nên là đây cũng là một trong những cái điểm mình khá là thích ở cái đôi giày này. Và khi mang cái đôi giày này thì nó không còn đóng cái phần gót mà nó chỉ đóng cái phần mũi thôi, thế nên là phần gót của mọi người sẽ không hề bị đau. Hầu hết những cái đôi cao gót mà mình mang đau thì sẽ chỉ đau gót thôi ấy mọi người, nên cái đôi này mình cảm thấy là rất là thoải mái và nó cực kỳ đẹp luôn. Ok, sau đó thì mình đã có cái item này đến từ Balenciaga. Mình đã mua rất là lâu rồi nhưng mà cái item này là mình quên không bỏ vào trong cái ho để Giáng sinh năm mới của mình ấy. Thì đây là mình có một cái đôi giày track nhìn như thế này. Cái đôi này thì mình mua được sale trực tiếp từ Balenciaga luôn là có giá 1.090 đô. Và cái bạn này thì trông nó khá là hầm hố. Và nó là một cái đôi track có họa tiết kiểu như là trắng, đen và kem ấy. Là ba cái combination màu mình cảm thấy khá là hợp với mình và cũng dễ dùng, dễ mang. Nên là mình đã quyết định mua cái đôi này. Và cái đôi này thì mình nhớ là mình đặt online qua SA của mình chứ mình không đến ở cửa hàng ấy. Thế nên là khi mà mua thì mình cũng chưa có thử. Cái đôi này thì sẽ phối được với những cái món đồ kiểu như là hầm hố hơn một chút, trông nó kiểu sporty và trông nó năng động hơn một chút. Cái món đồ tiếp theo mình có ở Balen thì là một cái áo mà nó có ghi chữ gay như thế này. Và cái áo này thì là một cái áo màu hồng. Lý do vì sao mình mua cái áo này tại vì mình rất thích cái thông điệp ở đây. Nó là gay pride, kiểu như là một cái movement, chiến dịch ủng hộ cộng đồng LGBT ấy mọi người. Thế nên là mình rất thích cái áo này. Cái sweater này thì có giá là 850 đô. Nhưng mà mình nhớ là mình mua được on sale mọi người ạ. Nó chỉ còn tầm khoảng 600 thôi thì phải. Bạn này thì mình nhớ là mình đã mua size XS nhưng mà nó vẫn rất là rộng tại vì cái kiểu của nó là kiểu oversize ấy mọi người. Thế nên là mọi người không cần phải chọn size S hay size M đâu, nếu mà mọi người có ý định mua thì cứ mua size nhỏ nhất thôi nếu mà mọi người có cỡ người như mình. Đó thì mình mặc cái này thì nó cũng trùm qua mông một chút và mình mua cái này thì có thể phối được với những cái túi mà mình mới mua đợt tháng 12 này, cái túi hồng này, những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ấy. Thì mặc cái áo này nó rất là màu sắc và nó cũng rất là xinh. Và sau đó thì mình có một cái món đồ đến từ Gani. Và cái item này được rất là nhiều bạn hỏi luôn khi mà mình đăng lên trên mạng mà mình mặc ấy. Bao nhiêu bạn inbox cho mình và hỏi là mình mua cái item này ở đâu. Thì đây chính là cái áo len mà mình đã mua ở Gani. Và đây thì là cái áo len kem có kiểu đính cúc như thế này này, nhìn cực kỳ đẹp và thanh lịch luôn. Mình thì đã mua cái áo này với giá là 255 đô, là một cái giá mình thấy cũng khá là ok cho một cái áo mà nó chất lượng cũng tốt như thế này. Cái len của bạn này thì mặc rất là mát, rất là thoải mái và nó cũng ôm vào người nữa. Tuy là kiểu áo kem màu sáng nhưng mà khi mặc lên nó cũng không quá béo đâu mọi người ạ. Nó ôm sát vào người và ở dưới này nó có cái phần cắt ấy xẻ như thế này, mình cảm thấy nó rất là hay, rất là đẹp. Mình thì hay mặc cái áo này với những cái chân váy chữ A, có thể là cái chân váy Miu Miu vừa nãy hoặc là có thể là cái chân váy Dior mà mình đã mua từ cái ho trước rồi, đều rất là hợp. Từ lúc mà mình mua cái áo này thì mình đã mặc được rất là nhiều kiểu, mình mặc không cũng được hoặc là mình mặc làm một cái áo layer cũng đều được luôn. Đây là một cái item mình rất là thích.
Ok, và tiếp theo thì mình có những cái món đồ này đến từ Zimmerman. Và thực sự là trong suốt khoảng thời gian mà mình quay ho thì mình cũng đã có mua rất là nhiều đồ của Zimmerman. Tuy nhiên mình chưa bao giờ bỏ đồ của Zimmerman vào trong những cái ho như thế này. Tại vì mình nghĩ rằng mình muốn làm một cái ho riêng cho Zimmerman ấy mọi người. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là đến bao giờ mình mới quay cái video đấy. Thế nên là bây giờ mình đã quyết định mua cái gì thì mình sẽ bỏ luôn vào trong cái ho này để show cho mọi người xem trước. Ok, đầu tiên thì mình có một cái chiếc váy này. Là một cái chiếc váy tay bồng và nó có nơ buộc ở phần cổ. Bạn này thì có giá là 530 đô, là một cái mức giá mình thấy khá là phải chăng. Và mình cũng mua cái váy này ngay khi mà cái bộ sưu tập Spring Collection này được ra mắt. Cá nhân mình cảm thấy cái họa tiết của cái bạn váy này nó là mình gợi nhớ tới Dior. Và khi mua cái váy này thì mình nghĩ ở trong đầu là sẽ rất là thích hợp để mặc đi du thuyền. Thì bao giờ mình về Việt Nam mà mình đi du thuyền ấy thì mình sẽ mặc cái váy này. Và kể cả ở bên này nữa, những cái hôm mà đi thuyền ra biển chơi ấy thì mình cũng sẽ có thể mặc cái váy này luôn. Cái váy này thì mình cảm thấy là nhìn rất là thanh lịch và khi mà mặc lên ấy cũng sẽ rất là sang trọng và nhìn nó lạ nữa. Và cũng ít khi mà mình có thể tìm được những cái váy mà có họa tiết xinh như thế này. Cá nhân mình thì rất là thích cái cách phối màu của nó, là kiểu như là màu trắng và màu navy blue ấy, rất là đẹp. Về cái phần dây buộc cổ là mình cũng cực kỳ ưng luôn. Tiếp theo thì mình cũng có thêm một cái chiếc váy nữa. Và đây thì là một cái chiếc váy màu xanh kiểu pistachio như thế này, có giá là 650 đô. Mình thì đã mua size 1. Hầu hết váy của Zimmerman thì mình đều mua size 1 luôn. Cái váy này thì nó có túi mọi người ạ. Đó là một trong những cái điểm mà mình cực kỳ thích. Thứ hai thì cái váy này có một cái màu mà mình rất là ưng. Cái màu này thì mặc lên cực kỳ tôn da. Và mình cảm thấy là cái váy này sẽ rất là thích hợp để mặc đi biển này, hay là mặc vào những cái mùa hè, mùa xuân. Mọi người có thể phối một cái đôi cao gót trắng đơn giản như thế này vào những cái hôm mà mọi người cần phải nhìn trông nó lịch sự một chút, hoặc vào những cái hôm mà casual thoải mái thôi thì mọi người có thể đi với sneaker màu trắng nhìn cũng rất là xinh luôn. Đó, thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này. Ok, và tiếp theo là một cái váy mà cũng được mọi người quan tâm rất là nhiều và cũng có cực kỳ nhiều bạn inbox hỏi mình info của cái váy này. Thì đây chính là cái váy lấp la lấp lánh xinh xinh như thế này đến từ Alice McCall. Cái bạn này thì mình đã tìm mua ở trên Essence và mình cũng đã tìm mua ở trang web chính thức của nó, nhưng mà nó bán hết sạch luôn ấy mọi người ạ, sold out hoàn toàn. Và khi mình nhìn thấy cái mẫu váy này là mình kiểu như là muốn có bằng được ấy, thế nên là mình đã quyết định đi lên Poshmark. Poshmark này thì là một cái trang web mà người ta bán lại đồ mà người ta đã mặc ấy mọi người, hay là những cái đồ mà họ mua về rồi nhưng họ không mặc được thì họ pass lại. Thì mình đã tìm thấy cái váy này ở trên Poshmark và thực sự là may mắn là nó cùng đúng size của mình luôn, size 8. Bây giờ thì mình gầy hơn một chút nên là mình lâu lâu mình mặc size 6, nhưng mà hầu hết thì mình vẫn mặc size 8 được. Nói chung là cái váy này thì bây giờ nó cũng bán hết sạch rồi, thế nên là mình cũng khó mà tìm được cái giá của nó. Nhưng mà mình nhớ mang máng là cái đợt mình mua ấy thì khoảng là 299 đô, là 300 đô, tại vì nó được giảm giá 100. Mà tại vì mình mua ở trên Poshmark, cái chị này chị đã mua về nhưng mà vì một lý do nào đấy không mặc, thế nên là pass lại cái váy này hoàn toàn mới luôn. Còn đâu ở trên Essence sao là ở trên website chính thức thì mình nhớ là nó khoảng tầm 525 đô thì phải, hay là bao nhiêu đấy mình không nhớ lắm. Nhưng mà mình rất là vui khi mà mua được một chiếc váy đẹp mà lại còn được giảm giá và lại còn sold out nữa mọi người ạ. Nên là khi mà mua được cái váy này thì thực sự là mình cảm thấy hời hơn bất kỳ những cái món đồ khác mà mình đã mua ấy mọi người. Váy này thì là một cái chiếc váy có họa tiết kiểu gold lấp la lấp lánh như này, mặc vào buổi tối nhá, nhìn cực kỳ nổi bật luôn. Và cái hôm mà mình đi sinh nhật bạn của mình thì mình đã mặc cái váy này và đi với cái đôi cao gót Jimmy Choo đấy mà mình đã mua. Đó là một chiếc váy rất là xinh nên là mình rất là vui khi đã mua được cái váy này. Món đồ tiếp theo mình có cho mọi người thì lại là một chiếc váy nữa. Cái chiếc váy này thì là một cái chiếc váy dài đến từ Alice and Olivia, mình đã mua ở bên New York và mình đã mua cho cái dịp năm mới ấy, mọi người. Thế nên là cái váy này mình cũng đã mua từ cuối tháng 12 đầu tháng 1 rồi ở bên New York để mặc vào cái dịp năm mới. Đến hôm nay thì mới cho lên ho cho mọi người tại vì mình quên mất là mình có mua cái váy này. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Ta-da. Đây thì là cái mặt sau của cái váy. Để mình xem lại vlog xem là mình mua cái váy này bao nhiêu tiền. Tự mình cũng quên mất rồi mọi người. Rất là tự hào khi khoe với mọi người những cái món đồ mình mua được giảm giá. Trước đó thì mình cũng đã tìm đôi được một được giảm giá 40% từ 1.200 đô xuống còn 720 đô. Nên mình thấy đây cũng là một cái món hời đấy chứ nhỉ. Cái váy này thì nó có kiểu in hoa và nó kiểu vàng vàng gold lên như thế này ấy, mọi người sờ nó sần sần khá là thích. Và cái kiểu dáng của cái váy này này mình thấy rất là sang và nó khá là hợp với mình vì nó là cổ vuông. Mình rất là hợp những cái món đồ cổ vuông hay là những cái mình hợp cổ vuông. Và nó là một cái váy hai dây hở tay một chút, hở bắp tay, nhưng mà cũng không có vấn đề gì lắm. Còn đâu về cái phần thân váy ấy, thì nó cũng xẻ khá là cao ở phần ngực như này, xong rồi nó xòe ra, thế nên là nhìn sẽ không bị to và nhìn nó cũng khá là tôn dáng của mình nữa. Mặc cái váy này lên thì mình nhìn rất là cao đó, thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này để mặc vào cái dịp năm mới đấy. Mình thấy nó cực kỳ phù hợp và đến bây giờ thì với cái váy này mình cũng có thể mặc đi những cái sự kiện như là đi tiệc này, hay là đi sinh nhật ai đó, hay là đi ăn fine dining gì đấy vẫn có thể mặc được cái váy này. Và sau đây thì mình có 3 item mà mình đã mua đến từ Webster. Và có lẽ thì mọi người cũng đã quen với cả The Webster rồi đúng không? Nếu mà đã xem những cái video haul trước của mình. Ở đây thì họ bán tổng hợp rất là nhiều đồ hiệu, đấy là mọi người có thể tìm được những cái món mà độc và lạ hơn một chút ở trong này. Thì đầu tiên ở đây mình có một cái váy đến từ Jacquemus. Mình xem.
Mình thì đã mặc cái váy này đi bơi rồi mọi người ạ. Và mình đã mua cái váy này size 38. Cái chiếc váy này thì có giá là 740 đô và chưa có thuế. Và mình thì thấy rằng cái váy này sẽ cực kỳ phù hợp để mặc vào những cái lúc mọi người đi biển hay là đi ăn kiểu fine dining. Cái váy này thì cái thiết kế của nó cũng hơi sexy với những cái thứ mà thường ngày mình mặc, nhưng mà thật sự là mình thấy nó đẹp mọi người ạ. Mình thấy kiểu như là phần ngực ấy nó rũ xuống thì rất là xinh, rồi đằng sau ấy nó hở trọn cả cái lưng luôn và nó có những cái dây như này này, trông nó cực kỳ kiểu sexy luôn mọi người ạ. Bạn nào mà bị mụn ở lưng thì cũng nên lưu ý, tại vì nó sẽ lộ hết lưng của mọi người. Nhưng mà nếu mà thì những cái bạn nào mà có lưng mà ít khuyết điểm và ít mụn ấy thì mặc cái váy này lên sẽ rất là đẹp. Ở phần dưới thì nó cũng có xẻ và nó có cái kiểu chun chun như thế này này, và mình rất là thích luôn đấy. Thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này. Cái màu hồng này thì cũng rất là lạ, mình cũng chưa có một cái màu hồng nào mà nó đậm, nó hot kiểu như thế này. Mình cũng chưa có một cái màu hồng nào mà nó đậm như thế này cả. Thế nên là mình đã quyết định mua. Khi mặc lên cái màu này thì nó cũng khá là tôn da của mình nữa. Mình thì là một con nghiện màu hồng của mọi người, nên là mình đã mua cái này. Và thực sự với Jacquemus thì mình chưa dám mua túi, mình chỉ mua quần áo thôi. Chứ mình nghĩ là một khi mình đã mua túi thì mình sẽ lại rơi vào một cái vòng tuần hoàn không thể nào mà thoát ra ấy mọi người. Túi của Jacquemus rất là đẹp luôn. Nên là bây giờ thì mình cũng đang tăm tiêm một vài em, có lẽ là trong tương lai sẽ xuất hiện trong những cái hot tiếp đến của mình, nên mọi người có thể chờ và đón xem nhé. Sau đó thì mình lại có một cái chiếc váy nữa đến từ Webster. Ta-da! Heron Preston. Và đây, còn đây cũng là lần đầu tiên mình mua đồ ở hãng này. Mình đã mua cái váy này size 40 và mua với giá là 555 đô. Cái váy này thì có cái dây rất là mỏng như thế này, nhìn cực kỳ sexy. Và cái phần eo, phần hông ở dưới này này, nó ôm sát vào người mình luôn. Đây là một cái chiếc váy co giãn khá là tốt. Đây là một cái chiếc váy co giãn không phải tốt lắm đâu, nhưng mà nó co giãn nhẹ một chút thôi. Và khi mọi người mặc ấy thì nó sẽ tôn hết lên đường cong cơ thể của mọi người. Cái zip ở đằng sau thì nó là một cái zip kiểu như là một cái đường, nhìn cực kỳ năng động và nghịch ngợm luôn đấy mọi người. Thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này. Và cuối cùng thì ở Webster mình cũng có một chiếc váy nữa, nhưng mà đây là chân váy. Mua cái chân váy của Burberry này. Một điều buồn cười ở cái chân váy này ấy, là đây không phải là đồ cho người lớn mà đây là đồ cho trẻ con. Tuy nhiên thì mình vẫn mặc vừa đồ size trẻ con mọi người ạ. Và cái size mà mình mua thì là size 10 years old đấy mọi người, là 10 tuổi. Lý do vì sao mình mặc vừa là tại vì đây là cái váy chun, thế nên là cũng khá là dễ mặc thôi. Và một cái lợi khi mà mua đồ trẻ con ấy thì là nó rẻ hơn rất là nhiều. Váy này thì có giá là 250 đô. Và đây thì cũng chỉ là một cái chân váy pleated bình thường mà mọi người có thể mặc với áo phông hay là những cái áo crop top các thứ thôi. Thế nên là mình đã quyết định mua cái váy này để vào những cái hôm nào mà không biết mặc cái gì thì sẽ lôi ra mặc. Ok, thì hai cái món đồ tiếp theo này thực ra không phải là mua cho mình mà là mua cho mẹ của mình. Nhưng mà có một vài món đồ mình sẽ trôm. Nhưng mà thì đây, ta-da, đây chính là cái món quà đầu tiên mà mình có thể mua cho mẹ mình nhân dịp 8 tháng 3. Nhưng mà mình vẫn để nó ở bên này tại vì mình chưa về Việt Nam nên là chưa có đưa cho mẹ được. Thì ở đây mình có mua cho mẹ mình một đôi giày của Chanel. Đây là lần đầu tiên mà mình mua đồ ở Chanel và cái trải nghiệm mua đồ ở trong store ấy mọi người cũng rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Ta-da. Tuy nhiên thì cái đôi giày này người ta đang mọc kỹ quá và mình cũng không muốn mở ra. Và có thể là mẹ mình cũng đang xem cái video này luôn ấy, nên là mình cũng không muốn cho mẹ biết, mình đợi về Việt Nam trước đã. Mà nói chung là đây là một đôi giày. Và nếu mẹ đang xem cái video này thì cái đôi giày này nó rất là đẹp, nó phối được với rất là nhiều đồ, thế nên là không có phí tiền đâu nhá. Ok, thì món đồ tiếp theo mình đã mua cho mẹ đó chính là cái váy này của Mugler. Mugler này thì là một cái brand mà mình cũng đã có biết đến rồi nhưng mà chưa bao giờ mua đồ của họ cả, đến bây giờ mới mua. Váy này thì mình đã mua qua Nordstrom với giá là 1.360 đô. Mình đã mua cái váy này size 36. Mình thường thì mình hay mặc 38 nhưng mà mẹ của mình thì mặc bé hơn mình một size, mẹ mình hay mặc 36. Tuy nhiên mình vừa mới giảm cân đấy, nói chung là bây giờ mình gầy đi rồi thì mình có thể mặc vừa size 36. Thế là lâu lâu mọi người cũng có thể sẽ nhìn thấy mình mặc cái váy này ở bên này trước khi mình cầm nó về Việt Nam cho mẹ mình đó. Nhưng mà cái váy này thì là một cái chiếc váy mà nó có cái thiết kế ở cổ cao như thế này và nó xẻ một đường ngang ở dưới đây. Tay của nó thì cũng khá là dài và cái phần váy ở dưới này nó là kiểu rút rút như này cũng rất là xinh, mặc lên rất là tôn dáng luôn, nó sẽ ôm chặt vào người của mọi người và nó là kiểu bodycon ấy. Cái chất vải của cái váy này thì cực kỳ mát và nó co giãn rất là tốt đấy, thế nên là mọi người khi mà mặc ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không hề cảm thấy bị kiểu như là kích hay bó hay khó chịu gì đâu. Và cuối cùng để kết thúc cái haul này thì mình sẽ show cho mọi người những cái đồ make up và những cái đồ sữa tắm rồi gội nước hoa các thứ mình đã mua. Thế đây mình có mua 3 món đồ của Hermes. Mình có mua một cái lọn sữa tắm này và một cái chai nước hoa. Và mình có mua một thỏi son nữa nhưng mà mình tìm nãy giờ không thấy cái thỏi son này đâu cả, nên là tí nữa mình sẽ tìm lại xem là có rơi ở trong túi hay không. Nhưng mà đấy, hai cái món đồ này mình mua thì mình còn chưa unbox nữa. Thì nước hoa này thì mùi rất là mát, rất là thơm, còn đâu cái chai sữa tắm này thì mùi cũng cực kỳ thanh và nghe anh nhân viên bảo là tắm xong giữ mùi lâu ấy, thế nên là mình đã quyết định mua để dùng thử. Ngoài ra thì mình cũng có mua hai cái chai sữa tắm này của Jo Malone. Mình mua cái mùi Mimosa and Cardamom và White Bluebell. Cái mùi White Bluebell này thì hồi xưa mình có dùng nước hoa cái mùi này rồi nên là mình cũng khá là thích. Còn đâu cái mùi Mimosa và Cardamom này thì là một cái mùi mình thấy là nó thơm kiểu nhẹ nhàng, nữ tính ấy, nên là mình đã mua về để mình dùng thử. Tại vì nhà mình hết sữa tắm rồi mọi người, nên là mình đã đi mua. Đó thì mình lại có son ở đây. Mình đã mua rất là nhiều son của Dior. Mình đã mua son cái dòng Dior Addict mới nhất và có những cái vỏ couture cực kỳ xinh mà
chị Jisoo Blackpink đã quảng cáo ấy, có lẽ là mọi người cũng đã biết rồi. Và mình thì cũng đã có cái video short về son này rồi, nên mọi người có thể tìm ở trên channel của mình để xem. Còn đâu những cái thỏi son còn lại như kiểu là cái Dior Lip Glow này, hay là những cái thỏi son lì khác mình đã mua ở trong này thì mình cũng chưa có dịp swatch, nhưng mà cũng cực kỳ đẹp luôn. Nên là mong rằng trong tương lai sớm thì mình có thể swatch được cho mọi người nhé. Và đấy thì là tất cả những cái món đồ ngày hôm nay ở trong haul của mình. Và mình mong rằng mọi người thích cái haul này như là mình thích nó. Thực sự thì mình rất là thích quay haul, tại vì mình rất là thích mua sắm. Cái món đồ mình mua ấy thì mình đều thích, tại vì là những từng cái món đồ mình mua về có thể phối được với những cái món đồ khác ở trong tủ đồ của mình, hoặc là có thể là những cái món đồ mới cho tủ đồ của mình thêm nhiều màu sắc và đa dạng hơn. Và style của mình thì cũng thay đổi thường ngày, thế nên là mọi người cũng có thể thấy cái sự thay đổi dần dần trong những cái video haul của mình. Nếu mọi người xem những cái haul của mình từ cuối năm ngoái cho đến bây giờ thì có lẽ là mọi người cũng có thể thấy được cái sự thay đổi từ từ trong cái style của mình. Đấy thì đấy cũng là một điều mà mình cũng rất là thích xem khi mà mình nhìn lại những cái video cũ của mình. Thế nên là mình mong rằng mọi người cũng thích cái video haul này của mình và sẽ tiếp tục ủng hộ mình làm những cái video haul như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình đến đây, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau của mình nhé.